công ty bất động sản của Đường Nhuệ đóng thuế không đồng. Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Bình Nguyễn Văn Xuân cho biết, công ty Đường Dương, đại diện pháp lý là bà Nguyễn Thị Dương thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế do đơn vị quản lý. Nhiều năm liền, công ty này thường xuyên khai báo doanh số bằng 0 và không phát sinh thuế phải nộp. Theo công bố, công ty Đường Dương được thành lập ngày 6 tháng 2 năm 2015, chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, buôn bán tổng hợp, vận tải, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, cho thuê xe có động cơ. Hiện doanh nghiệp vẫn hiển thị trạng thái đang hoạt động. Lãnh đạo Chi cục thuế nói, nếu họ trốn thuế thì bị xử lý ngay. Họ còn khai không phát sinh số thuế phải nộp nên không có nợ đọng, tức có kê khai thuế nhưng doanh số bằng 0 nên không phải nộp thuế. Trên thực tế, việc làm ăn chính của công ty này là tham gia các cuộc đấu giá đất ở trên địa bàn. Tuy nhiên, các lần tham gia đấu giá, vợ chồng Đường Dương đều tham gia tư cách cá nhân hoặc thông qua tay chân của họ. Vì vậy, rất khó để kiểm soát và quản lý. Ngoài ra, vị này cho biết thêm, sau những lần khai báo thuế của công ty Đường Dương, đơn vị này đã mời lên làm việc, nhưng doanh nghiệp vẫn giữ bài kinh doanh không có lợi nhuận. Ông Duẩn cho biết, sau khi vợ chồng Dương Đường bị bắt, Công an tỉnh đã đến Cục Thuế tỉnh Thái Bình và Chi cục thuế thành phố Thái Bình để làm việc về các nội dung liên quan. Theo tìm hiểu, Công an tỉnh đã thu thập nhiều hồ sơ tài liệu liên quan đấu giá đất đai tại Trung tâm đấu giá, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Bình và Trung tâm phát triển quỹ đất tại huyện Đông Hưng, Kiến Sương. Nhiều cán bộ được triệu tập để làm việc và vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường cho biết, cơ quan đã chỉ đạo cho công an cơ sở nơi những người bị tố giác, báo tin cư trú, làm việc thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi xâm hại người tố giác. Đồng thời chỉ đạo cơ quan điều tra hướng dẫn họ thông tin ngay những biểu hiện bị đe dọa, xâm hại để áp dụng các biện pháp bảo vệ họ khi cần thiết. Chiều ngày 20 tháng 4, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình Trần Hữu Hiệp cho biết, cơ quan đang hoàn tất các thủ tục khai trừ đảng, đình chỉ chức vụ đối với Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Phạm Văn Hiệp, người bị bắt tạm giam chiều ngày 16 tháng 4 về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo Giám đốc Sở Tư pháp, ông Phạm Văn Hiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình bổ nhiệm chức danh, do đó quy trình khai trừ đảng, đình chỉ công tác phải thông qua các cuộc họp với Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh Thái Bình. Giám đốc Sở Tư pháp nói, anh này còn là bí thư chi bộ của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá đất, đơn vị sự nghiệp có thu nên việc khai trừ đảng phải thực hiện theo đúng quy trình. Vị giám đốc sở nói thêm, trong thời gian sớm nhất sẽ họp các cơ quan liên quan để giao quyền phụ trách trung tâm cho người khác.